xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với khóa học là phát triển hệ thống đại lý bán hàng online, giúp bùng nổ doanh số, giúp tăng trưởng doanh số bán hàng thông qua cái việc là chúng ta phát triển một hệ thống bán hàng, hệ thống những người bán hàng trực tuyến. Và bài học đầu tiên hôm nay, bài học đầu tiên thì tôi sẽ nói với các anh chị là cái mô hình bán hàng bằng phương pháp phát triển hệ thống đại lý trực tuyến là như thế nào. Được chưa? Thì tôi sẽ trình bày một số những ý để các bạn tưởng tượng ra cái mô hình này. Tôi nghĩ là các bạn cũng đã biết rồi. Thỉnh thoảng các bạn gia nhập vào những cái thương hiệu A, thương hiệu B, thương hiệu C, rồi những cái cô boss rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Rồi dạy cho các mẹ bỉm sữa bán hàng vân vân. Thì trong tay tôi cũng có rất nhiều các cái khách hàng, những cái học viên mà trước đây họ chỉ có một vài người bán hàng, nhưng bây giờ dưới hệ thống của họ cũng có hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người bán hàng. Đấy. Thế thì đầu tiên là đây là một cái mô hình mà kết hợp giữa cái việc là bán hàng theo hệ thống, tức là thứ bậc, cấp bậc, là được chia thành các cái kênh phân phối theo nhiều cấp bậc, như là đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3, đại lý cấp N, hay là đại lý cấp tỉnh, đại lý cấp huyện, đại lý cấp xã, đúng không? Hay là tổng đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, đấy là gọi là mô hình đa kênh trong kênh phân phối. Thế sau đó thì nó kết hợp với việc là bán hàng trực tuyến một cách kết hợp, thì người ta sẽ sử dụng tất cả những cái công cụ bán hàng trực tuyến, bao gồm quảng cáo hoặc không quảng cáo, trên Facebook, trên Zalo, trên Google, trên website, Instagram, vân vân. Nhưng cơ bản là chủ đạo là sử dụng cái profile Facebook và Zalo cá nhân để đăng bài, đăng hình để bán hàng, xây dựng uy tín thương hiệu cá nhân của mình để bán hàng. Đấy. Và cái mô hình này thì cái người phát triển mô hình đấy sẽ bắt đầu là phát triển xuống bên dưới. Các cái đại lý cấp tỉnh nhập hàng, sau đó các đại lý cấp tỉnh đấy lại tiếp tục tuyển dụng các đại lý bên dưới, hoặc là các đại lý cấp tỉnh đấy bắt đầu là đi phân phối theo phương thức truyền thống hoặc là phương thức trực tuyến cho các cái đại lý khác, hoặc là cho các khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng với mục đích là bán hàng. Thì đây chính là cái ý tưởng của mô hình, và mô hình này thì tôi nghĩ là nó cũng phát triển trong khoảng 5 năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam. Năm nay là năm 2019, thì theo nghiên cứu của tôi khoảng 5 năm trở lại là đây là nở rộ và nó rất là thành công trong khoảng 3-4 năm về trước. Bây giờ thì một số người vẫn làm rất thành công với có những doanh số hàng tỷ hoặc là hàng chục tỷ một tháng, lợi nhuận từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi tháng nếu mà các bạn phát triển thành công cái mô hình này. Tất nhiên là các đại lý thì phải được trả hoa hồng, trả được chiết khấu theo phương thức đại lý, đúng không? Ví dụ như đại lý cấp 1 thì được hưởng chiết khấu là 50%, tôi lấy thí dụ như vậy. Đại lý cấp 2 được hưởng chiết khấu 40%, đại lý cấp 3 được hưởng chiết khấu 30%. Thì cái sản phẩm đấy, mức giá như vậy là do nhà sản xuất hoặc là do cái đơn vị phân phối, phát triển hệ thống, người ta định giá, người ta chia mức chiết khấu tương ứng với mức doanh số. Cái này nó hoàn toàn theo giống với cái phương thức kinh doanh thông thường thôi. Đó. Sau đó thì bắt đầu là các đại lý tuyển dụng và các đại lý đăng hình, đăng bài lên để bán, hoặc là chạy quảng cáo để bán để thu lời. Đấy, sau đó thì có thể chia theo các cái hình thức là đại lý cấp khu vực hoặc là đại lý cấp tỉnh, có thể độc quyền hoặc không độc quyền. Đấy, các đại lý ở cấp cao thì có quyền là tuyển dụng tiếp các đại lý cấp thấp. Các đại lý cấp thấp thì có quyền tuyển dụng các cái đại lý cấp thấp hơn nữa, hoặc là bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng, khách hàng đều được. Cái quyền đấy là quyền của mọi người, đúng không? Thậm chí kể cả những đại lý mà không nhập hàng, hay còn gọi là cộng tác viên, thì cũng có thể bán hàng. Đấy, thì hiện nay cũng rất là nhiều đơn vị cho phép là các cộng tác viên đăng bài bán hàng. Thế nhưng mà cũng phải nói thêm là ưu điểm của cộng tác viên là dễ tuyển dụng, nhưng mà nhược điểm là không có cam kết và đôi khi cũng không có hiệu quả. Bởi vì là các cộng tác viên thì họ không chịu áp lực về việc nhập hàng, họ không có trách nhiệm để đẩy hàng đi, thì họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn, đúng không? Thế rồi thì với cái mô hình như vậy thì các bạn thấy rằng là các đại lý được hưởng chiết khấu cao là phải chịu mức doanh số cao và có nhiều quyền lợi hơn. Thí dụ họ phải nhập mà một cái đơn hàng là vài trăm triệu, hay là thậm chí là cả tiền tỷ, 100 sản phẩm, 500 sản phẩm, hay là 1.000 sản phẩm. Đấy. Đây cái chính là cái mô hình mà nó hoàn toàn giống như là cái mô hình phân phối thông thường. Thế nhưng mà nó hay ở chỗ là nó hầu như là nó tuyển dụng các đại lý bằng phương pháp trực tuyến, và các đại lý đấy cũng bán hàng bằng phương pháp trực tuyến. Thế nên tôi mới gọi nó là phát triển hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến,
để giúp bùng nổ doanh số. Đó. Thế thì các chủ thể, những người mà người ta nên tham gia hoặc người ta tham gia nhiều vào cái phương thức bán hàng này thì đấy chính là các cái nhà phát triển hệ thống, đúng không ạ? Hay là các hệ thống đại lý, hay là các hệ thống cộng tác viên, hay là những cái đơn vị bán buôn, bán lẻ đều có thể phát triển theo hình thức này. Hoặc là bản thân các mô hình đa cấp cũng có thể kết hợp với mô hình online. Nhưng mà một số thương hiệu bán hàng đa cấp thì họ không cho phép bán hàng online, thì đấy cũng là nhược điểm của họ. Nhưng tôi đang nói về góc độ đa cấp chân chính, đa cấp được pháp luật cho phép và không có dấu hiệu lừa đảo, thì đấy mới gọi là cái mà các bạn cần quan tâm. Ok, vậy các bạn đã hiểu cái khái niệm là bán hàng bằng phương pháp phát triển đại lý, hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến là như nào rồi, đúng không ạ? Tôi sẽ tóm tắt lại. Thứ nhất là các bạn sẽ phát triển theo cái hình thức đa kênh, kênh phân phối của mình là đa kênh. Thứ hai là có nhiều cấp bậc, chiết khấu cho các cấp bậc, các cái mức độ là khác nhau, từ cao xuống thấp, phụ thuộc vào cái trách nhiệm và cái đơn hàng của người ta. Tiếp tục đấy là cho phép các đại lý có thể tuyển dụng các đại lý cấp thấp và có những cái chương trình đào tạo, có những chương trình huấn luyện để bán hàng. Thì đây là cái phương thức bán hàng cũng khá là mới so với các phương thức bán hàng khác, chứ còn không phải là mới trên thị trường. Như tôi nói, nó cũng bùng nổ phát triển khoảng 5 năm trở lại đây tại Việt Nam rồi, với một cái số lượng người bán hàng trực tuyến tại thị trường Việt Nam rất là tốt, số người sử dụng Facebook cao, Zalo nhiều. Thì đây là một cái phương thức mà các bạn nên suy nghĩ, những người làm phân phối, những người làm sản xuất nên suy nghĩ về cái mô hình này, được chưa ạ? Ok, ta xin phép kết thúc cái bài học này ở đây, được chưa ạ? Bài học này là một cái bài học đơn giản thôi. Cái khóa học này thì tôi nghĩ là thuần túy là những cái điều chia sẻ về kinh nghiệm cho các anh chị, nên nó không có nhiều vấn đề gì áp lực hay kỹ thuật cả. Giống như các khóa học về Facebook hay là về sale web hay về email marketing, nó có rất là nhiều kỹ thuật. Khóa học này đơn thuần là những kinh nghiệm, trải nghiệm và những lời khuyên để giúp các anh chị và các bạn có thể phát triển hệ thống bán hàng cho mình thật thật tốt. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.